Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách sử dụng thuốc Pratin 1.8 MC. Đây là một trong loại thuốc trừ sâu sinh học cho cây trồng. Thì hoạt chất chính của thuốc Pratin đó chính là hoạt chất carbamectin. Đây là một trong những hoạt chất trừ sâu sinh học. Tiếp theo mình xin chia sẻ về tính năng cũng như tác dụng của thuốc Pratin. Pratin là một loại thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có nguồn gốc từ thiên nhiên với hoạt chất abamectin, được chiết xuất từ nấm streptomycin avermetilis. Thứ hai nữa là cơ chế của Pratin nó tác động lên phân tử GABA của hệ thống thần kinh ngoại vi, gây ức chế dẫn truyền xung động thần kinh và làm cho côn trùng chết. Ví dụ thứ ba của Pratin đó là an toàn cho cây trồng, hiệu quả kéo dài, ít ảnh hưởng đến các loại thiên địch và phù hợp với những chương trình IBM cũng như những chương trình là sản xuất rau sạch, rau an toàn. Pratin 1.8 mình đăng ký để phòng trừ sâu tơ, hạ bắp cải và sâu quẻ bùi gây con muối. Thì mình xin đi vào nội dung chính của video này, đó là cái liều lượng sử dụng của thuốc Pratin. Thì đối với đối tượng là sâu tơ trên bắp cải thì chúng ta pha liều từ 15 đến 20 ml thuốc cho bình 16 lít. Lượng nước chúng ta phun cho 1 hecta là 400 đến 600 lít cho 1 hecta. Đặc biệt khi chúng ta phun thì khi mới phát hiện sâu còn tuổi 1, tuổi 2 thì hiệu quả nhất. Còn đối với những loại sâu mà đã trưởng thành rồi thì chúng ta nên phun 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 7 ngày. Đối tượng thứ hai đó là trừ sâu quẻ bùa trên cây cam quýt. Thì chúng ta pha liều đó là từ 10 đến 20 ml trên 16 lít. Chúng ta phun ướt đều cây khi nhú đọt non lên khoảng 4 5 cm. Lưu ý là chúng ta phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Chúng ta phun lại lần 2 sau 7 đến 10 ngày nếu sâu hại nặng. Thì cách ly đó là 7 ngày. Thì mình xin chia sẻ lại hình ảnh của chai thuốc Pratin 1.8. Đây là hoạt chất abamectin. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình.